Xin chào các bạn và các em. Hôm nay chúng ta sẽ cùng làm một đề thi thử thi học kỳ 1 tiếng Anh lớp 8 năm học 2022-2023. Ok, các bạn có thể dừng video để làm, sau đó kiểm tra xem đáp án của mình có giống đáp án của thầy đưa ra hay không để biết mình làm tốt hay không nhé. Ok, câu số 1. Một La Mã. Chúng ta chọn cái từ mà nó có cái phần gạch dưới được phát âm khác với những từ còn lại. Đầu tiên chúng ta có từ brother. Brother, đây là vần ở. Love, vần ở. Money, vần ở. Và lose, u này vần u. Cho nên vậy chúng ta chọn đáp án D. Tiếp tục câu 2, chúng ta có chicken. Âm chờ, đọc và chờ. Watch, đọc và chờ. Christmas, chúng ta đọc chữ này chữ K. Đọc ngoài change, âm chờ luôn. Thế nên vậy chữ K khác với những đáp án còn lại. Chữ này đọc là busy, busy. Còn này much, chữ ở. But, chữ ở. Under, chữ ở. Này, chúng ta chọn đáp án A. Chúng ta đọc là inches, inches. Này phần is, inches. Còn B chúng ta đọc là check, thêm S đọc là checks, checks, âm sờ gió nhẹ, roofs, âm sờ gió nhẹ. Còn cái này nhìn có vẻ giống với cái này, tuy nhiên cái này âm chờ này đọc là âm K, ache. Chính vì vậy thêm, cho dù thêm S vào thì vẫn đọc là aches, âm gió, giống cái này. Chính vì vậy cái này là đáp án khác. Tiếp tục câu 5, chúng ta có động từ laugh, đọc là laugh, âm cuối của nó là âm F. Mặc dù cái mặt chữ của nó là chữ H, chữ G, H. Tuy nhiên âm cuối của nó là chữ F, laugh. Chính vì vậy khi thêm đi đọc laughed, âm tờ. Missed, cũng tờ luôn. Called, âm đờ. Washed, âm tờ. Chính vì vậy ED trong trường hợp này đọc là đờ, là trường hợp khác với những thứ còn lại. Ok, bây giờ chúng ta qua phần hai La Mã, chọn cái từ hoặc là cái cụm mà nó hoàn thành tốt nhất trong mỗi câu. Câu số 1, chúng ta có Hùng là học sinh trong lớp của tôi. Chỗ này chúng ta có phù hợp nhất, đó là the best student, là học sinh giỏi nhất. Đó. Tiếp tục, Hồ Chí Minh City, thành phố Hồ Chí Minh, is larger, thì lớn hơn, rộng, cái này rộng hơn ha, and beautiful than Hà Nội, và đẹp hơn Hà Nội. Thì chúng ta có large, âm là tính từ ngắn nên thêm r, nhưng beautiful là tính từ dài, chúng ta phải more. Chúng ta chọn đáp án A nha. Tiếp tục chúng ta có câu 3. She has bought this dress. Cô ấy đã mua cái đầm này. Ở đây chúng ta thấy câu này đây là thứ 7 và đây là thì hiện tại hoàn thành. Thì đối với thì hoàn thành thì chúng ta có từ next nè, từ last nè là không có dùng được ha. Chỉ có for với since thôi. Thì for là khoảng thời gian, ở đây là điểm thời gian, chính vì vậy chúng ta dùng be since. Kể từ cái bữa thứ 7 Tiếp tục câu số 4. Minh ở thành phố này kể từ năm 1987. Đây là cái dạng gì? Thì hiện tại hoàn thành nè. Sau since là quá khứ nè, since là quá khứ nè. Trước since là thì hiện tại hoàn thành. Thì chúng ta sẽ dùng câu B. Tiếp tục câu 5. The sun, mặt trời, thì ở miền phía đông. Thì chúng ta sẽ tìm cái từ là mọc ha. Thì đây là cả câu này là mặt trời mọc ở hướng đông nè. Đó là cái một cái chân lý. Chân lý thì phải dùng thì hiện tại đơn. Chủ ngữ là the sun, chủ ngữ số ít, thì động từ rise thêm s vào, rises. Chọn đáp án C nha. Tiếp tục chúng ta có câu 6. That boy has short cái gì đó hair. Thì những cái từ này,
Từ này không diễn tả cái mái tóc mà chỉ từ curly là xoăn. Cô ấy có một mái tóc ngắn xoăn ha. Đó, curly nha. Ok, chúng ta có câu số 7. Alexander Graham Bell. Cái gì đó, the telephone, cái điện thoại in 1876, vào năm 1876. À, ở đây chúng ta thấy đây là quá khứ ha. Thì chỗ này là phát minh. Thì phát minh thì trong quá khứ thì chỉ có một cái thêm đi thôi ha. Rất là dễ. Quá khứ từ của động từ invent, phát minh đó là thêm đi. À, còn cái này là sai nha. Tiếp tục chúng ta có câu 8. You must cover sockets so that children do not try to put anything into them. Bạn phải đậy che lại cái gì đó socket để mà những đứa trẻ không cố bỏ những cái thứ gì, bất cứ thứ gì vào trong cái đó. À, thì chúng ta có socket là ổ điện. Thì ổ điện chỉ có duy nhất cái từ electrical thôi ha. Electrical sockets ha. Tiếp tục chúng ta có câu 9. Cái gì đó was Alexander Graham Bell born? Câu trả lời là anh ấy được sinh ra vào năm 1847. Thì đây là câu hỏi, chúng ta có câu trả lời thời gian. Thì sẽ là khi nào? When? Ông này đã được sinh ra vào khi nào? Đó. Ông ta được sinh ra vào năm này. Đó. Ok. Tiếp tục chúng ta có câu số 10. Can I speak to Len please? Tôi có thể nói chuyện với Len được không? Đây là Hùng nè. Tôi là Hùng nè ha. Đó, người nói điện thoại là báo thông tin là tôi là Hùng ha. Chúng ta có thể nói là this is Hùng. Thì cái người phía đầu bên dây á trả lời sao? Hello Len, chào Len. Là sai, đây là Hùng đang nói chuyện ha. B, hello Hùng, chào Hùng. C là how are you, bạn khỏe không? Tự nhiên người này hỏi là tôi là Hùng nè, tôi có thể nói chuyện với Lan không? Thì cầm máy lên là bạn khỏe không? Không hợp lý. How about tomorrow? Ngày mai có được không? Thì cái này có nghe có vẻ hợp lý nhưng mà nó không có phù hợp cho cái giao tiếp. Thế nên vậy câu trả lời đương nhiên sẽ là chào Hùng nhé. Hello Hùng. Chào Hùng. Tiếp tục câu số 11. Revision. Việc ôn tập thì cái gì đó khi chúng ta học từ mới. Thì chỗ này chúng ta sẽ cần một tính từ. Ở đây chúng ta có đáp án A là tính từ. Việc ôn tập thì cần thiết, necessary. Revision is necessary when we learn new words. Okay. Tiếp tục. Could you do me a favor? Chúng ta dùng do ai đó a favor là giúp ai đó ha. Bạn có thể giúp tôi được không? Thì chúng ta sẽ chọn cái trả lời như thế nào ha. A trả lời là why, tại sao? Nó có vẻ bất lịch sự. B, I'm sorry, tôi xin lỗi, I'm really busy, tôi rất là bận. What can I do for you? Tôi có thể làm cái gì cho bạn? Both B and C are correct. Cả B và C đều đúng. Thì chúng ta thấy hai cái này đều hợp lý cả. Chúng ta chọn đi. Đấy. Rồi. Hey, Len. Chào Len. How about cái gì đó? To the cinema this afternoon. Ok. Đây là câu mời rủ rê. Thì chúng ta thấy about là giới từ. Thì sao? Động từ thêm in. Đơn giản vậy thôi. How about going? Xong. Đó. You need any help? Bạn cần bất cứ sự giúp đỡ nào không? Yes, that's very kind of you. Bạn thật là tốt quá đi. Thì đối với câu này thì chúng ta sử dụng đáp án là do. Do you need any help? Chúng ta không cần thiết phải dùng may hoặc là could. Bởi vì may could á, khi mà chúng ta nhờ ai đó, chúng ta lịch sự mà nói thôi. Còn đây là mình hỏi người ta có cần mà giúp không, thì chúng ta chỉ cần đơn giản là do thôi. Còn can là không hợp lý nha.
Tiếp tục chúng ta có câu Why was ba late? Tại sao ba lại trễ? À, anh ấy thức dậy muộn. Và chúng ta thấy ở đây là however, tuy nhiên, so vì thế, because là bởi vì, why trong khi. Cái này chúng ta dùng bởi vì. Tại sao ba lại muộn? Bởi vì anh ấy thức dậy trễ. Xong. Tiếp tục chúng ta có câu ba la mã. Có một cái lỗi trong những cái từ mà được gạch dưới á, tìm ra cái lỗi sai đó. Câu số 1, Việt Nam là một quốc gia đa văn hóa với 54 dân tộc. Thì chúng ta thấy là in ở đây bị sai. Chúng ta thấy chỗ này là bắt đầu chữ M, multicultural, thì chỗ này là ở mới đúng. Chính vì vậy sai là sai B nha. Câu số 2, chúng ta có We speak English fluent now than last year. Chúng tôi nói tiếng Anh lưu loát bây giờ hơn năm ngoái. Chúng ta thấy lưu loát hơn cái gì đó, mà fluent á, nó lại là, chúng ta thấy nè, nói tiếng Anh một cách lưu loát ha, thì đây là do rõ ràng là phải thêm, chỗ này tính từ là sai, phải thêm ly nè. Mà thêm ly trong đó cái chỗ này á, là so sánh hơn nữa, phải more fluently đó mới đúng. Đã đang sai chỗ này là B nha. Ok, câu số 3, chúng ta có We broke with tradition by make sponge cakes for the Mid-Autumn Festival instead of moon cakes. Chúng ta có thành ngữ break with tradition, nó có nghĩa là phá lệ hoặc là làm cái gì đó khác biệt. Chúng tôi đã phá lệ bằng việc là làm cái bánh sponge cake, nó có nghĩa là bánh bông lan hoặc là bánh gato ha. For the Mid-Autumn Festival, cho cái buổi tiệc trung thu, thay vì là bánh moon cakes là bánh trung thu ha. Thì ở đây chúng ta thấy là bài nè, sau giới từ thì động từ phải thêm in nha, making mà đúng nha. Chúng em đang sai là C nha. Tiếp tục câu 4, chúng ta thấy You has to take off your hats. Bạn cần phải cởi cái nón khi mà bạn đi vào trong cái chùa. Thì chúng ta thấy ở đây là has to là phải nè, nhưng mà you thì phải là have to mới đúng ha. Chính vì vậy đáp án này là sai nha. Tiếp tục chúng ta có I don't like, tôi không thích this performance, cái buổi biểu diễn này. Although, mặc dù it's too boring, mặc dù nó chán. Cái câu này nó nghe nó rất kỳ cục. Tôi không thích cái buổi biểu diễn này bởi vì nó chán mới đúng nha. Như vậy đáp án C sai nha. Ok, tiếp tục chúng ta sẽ có bài tập là hoàn thành mỗi câu để mà nó có cái ý giống với câu ở trên. Chúng ta có câu những con mèo thì không thể bơi giỏi như là chó. Ở đây chúng ta có thể viết lại như sau. Những con chó có thể bơi. Bơi là swim. Tốt hơn better than cats. Đó. Ở đây chúng ta dùng so sánh hơn với trạng từ bắt vi tắc ha. Chúng ta well biến thành better nha. Tiếp tục chúng ta thấy câu mình really loves, mình thật sự yêu thích việc mà giao du hoặc nói chuyện đi chơi với bạn bè ha. Chúng ta từ hang out là nó rất là nhiều nghĩa ha. Đi chơi, giao du, giao lưu. Chúng ta viết lại là mình thật sự enjoy, yêu thích. Và sao enjoy là từ thêm in nha. Hanging out with friend. Đây. Thầy highlight lên cho dễ thấy ha. Tiếp tục con thấy là playing beach games is very interesting. Chơi
chơi trò chơi trên biển thì rất là thú vị. Từ chúng ta bắt đầu một câu là it is thì tính từ. It's interesting. Thì cái mẫu câu này chúng ta sử dụng to lại nha. Và sau đó là động từ nguyên mẫu play. Rất là thú vị khi mà chơi beach games. Đây, highlight lên. Tiếp tục chúng ta thấy he uses all his free time to look after his garden. Anh ấy sử dụng hầu hết cái khoảng thời gian rảnh của anh ấy để mà chăm sóc khu vườn của anh ấy. Chúng ta dùng động từ spend time ha. Anh ấy dành all his free time, gần giống ha. Nhưng mà động từ spend này nè, nó đi với sau đó sẽ là động từ in chứ không phải là to giống như câu trên ha. Thì spend on động từ thêm in cũng được, tuy nhiên chúng ta biết gì cho gọn cũng được. Looking after his garden. Ok. Tiếp tục chúng ta có câu cuối cùng. Would you please change this t-shirt for me? Bạn vui lòng đổi cái áo thun này cho tôi được không? Thì đối với would you please sau đó sẽ động từ change nguyên mẫu luôn nha. Tuy nhiên thì chúng ta dùng do you mind thì động từ sẽ như thế này. Changing. Would you mind changing this t-shirt for me? Bạn có phiền cái từ would you mind, cái would you please đã gọi là lịch sự rồi thì would you mind nó càng lịch sự hơn nữa ha. Bạn có phiền khi mà đổi cái áo thun cho tôi được không ha. Thì mind thì cách dùng nó làm gì, please would you please thì cách dùng nó làm gì, thì chúng ta chỉ còn cách là nhớ thôi. Thì nhớ bằng cách chúng ta làm bài tập nhiều như vậy là được. Ok, hy vọng là với video ngày hôm nay chúng ta sẽ học được một số cách làm bài tập cho cái kỳ thi sắp tới ha. Nếu các bạn nào mà không hiểu thì hãy comment bên dưới để thầy sẽ giải thích thêm nha. Bởi vì sẽ cố gắng làm nhanh cho mọi người tiết kiệm thời gian. Và bạn nào không hiểu thì hãy comment để thầy giải thích nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Nhớ đăng ký kênh để đón xem những video thú vị về học tiếng Anh nhé.